Các bạn mở CMD thì ban đầu nó sẽ là thư mục của C. Các bạn muốn chuyển đổi ví dụ của anh ở D, anh sẽ D hai chấm như vậy là được. Ok chưa? Sau đó anh CD vào thư mục Laragon của anh. Anh CD vào thư mục BIM. Anh CD vào thư mục MySQL. CD vào thư mục MySQL này. Và anh CD vào trong thư mục MySQL nhưng mà là BIM của MySQL. Đó. Sau đó anh sẽ chạy câu lệnh login thì chúng ta sẽ dùng cái câu lệnh này. Câu lệnh này thì sau này các bạn đi làm các bạn sẽ dùng rất nhiều. Đó là MySQL sử root. U đây là viết tắt của username, root chính là tên của username và trừ p. Đó, để login ấy, thì comma nó sẽ là như thế này. Anh chạy ra đây này. MySQL trừ U trừ P đó của anh cài Lalagon không có password nên là anh enter luôn. Còn những bạn mà set up Lalagon mà có set password cho database ấy, thì các bạn nhập password vào rồi enter nhé. Thì anh giới thiệu một vài câu lệnh cơ bản sau khi login thì chúng ta có một vài câu lệnh để chúng ta có thể xem, ví dụ như là xem tất cả database đang có thì các bạn dùng cho anh câu lệnh là show database như thế này đó, được chưa? Sau đó thì khi mà chúng ta xem danh sách database rồi, đây anh chạy thử lên này, chúng ta thử xem đây của anh rất nhiều đó, ok chưa? Chúng ta sẽ thấy danh sách database. Được chưa các bạn? Và để các bạn chọn một database để sử dụng thì các bạn sẽ dùng view, có nghĩa là chọn database để làm việc. Tức là muốn làm việc với database nào các bạn phải chọn thông qua câu lệnh là view database name như thế này. Tức là tên database đây. Ví dụ anh view training project đó thì các bạn enter các bạn sẽ thấy nó báo thế này. Sau khi mà các bạn chọn database xong rồi thì các bạn có thể xem database, à xem bảng, tức là xem trong bảng đó là trong database đó có những bảng nào, xem tất cả table đang có trong database. Chúng ta dùng lệnh này show table có s nhé, các bạn nhớ cho anh có s. Đây chúng ta dùng show table có s đó. Ô, database này của chúng ta đang không có bảng nào, anh sẽ chuyển sang một database khác, yêu sang tất Việt Nam và anh show lại table không có luôn, là do không phải do anh xóa thư mục data của MySQL mà nó bị vậy không. Anh sẽ chọn database là database này. Show table. Đó. Các bạn sẽ thấy này. Đây. Anh sẽ có table danh sách tất cả các bảng thuộc cái database này. Đây các bạn nhìn thấy này. Những bảng trong cái database học lập trình miễn phí của bạn. Đây, để xem cấu trúc của một bảng có lệnh ngắn như thế này. DESC viết tắt của description. Description. Và đây sẽ là table name. Được chưa? Anh thử này. Ví dụ anh muốn xem bảng user, anh sẽ đặt description user như thế này.
Các bạn sẽ nhìn thấy đây là cấu trúc của bảng user, được chưa? Và các bạn xem được từng kiểu dữ liệu của từng cột đó, các bạn sẽ nhìn thấy kiểu dữ liệu ở từng cột như thế nào và cái nào là khóa chính. Cái primary key đây này, nó là khóa chính. Còn như này có nghĩa là nó là unique, username không được trùng nhau, email không được trùng nhau. Đây unique đây này, được chưa? Và các bạn để ý cái phần tích tra này, auto increment có nghĩa là ID của nó không được, à nó sẽ tự động tăng dần, và unsigned là nó không được bằng không, nó luôn phải lớn hơn không thì nó sẽ tăng dần từ 1 cho đến n, được chưa? Đấy là những cái một vài cái mà các bạn cần nhớ cho anh như vậy, ok chưa? Đó rồi, thì đây là chúng ta đang làm việc với những câu lệnh dựa trên database đã có sẵn. Bây giờ chúng ta muốn tạo mới một database thì sao? Create database, tạo mới database, thì các bạn tạo cho anh bằng cái câu lệnh này, create database name. Đó như thế này, create database, và chúng ta truyền database lên vào, ok chưa? Anh sẽ tạo ra như thế này này. Ví dụ anh create database pp mysql class, kết thúc mỗi câu lệnh sẽ là chấm phẩy nhé. Anh sẽ để class 10 đi vì đang có trùng lớp rồi đó, ok chưa? Thì lúc này các bạn sẽ sâu database lại lên thì các bạn sẽ thấy pp mysql class đây, được chưa? Để xóa một database thì các bạn dùng lệnh này, xóa ở đây là sẽ mất vĩnh viễn nhé, không lấy lại được đâu. Các bạn xóa ở đây là sẽ là xóa hẳn luôn đấy, chúng ta sẽ không có cách nào để lấy lại đâu. Đó, database, chúng ta sẽ làm được đó, database, và sẽ là database name. Đó, được chưa? Sẽ làm được đó, database, anh sẽ để lại pp mysql class 10. Đó, thì lúc này các bạn sâu lại, các bạn sẽ không nhìn thấy cái database của chúng ta đã xóa nữa, nó mất hẳn rồi đấy, được chưa? Rồi bây giờ anh sẽ tạo ra một cái class cho lớp chúng ta, một database cho lớp chúng ta. Ngoài ra nó có một cái option là chúng ta sẽ dùng cái college UTF-8 General CI này, đây này, để mà chúng ta có thể sử dụng outline tiếng Unicode, chữ Unicode là tiếng Việt, sau này đỡ bị lỗi phông thì các bạn nên dùng cái này luôn, dùng luôn cái college UTF-8 General CI như thế này luôn, thì anh sẽ tạo ra một cái database như vậy. PP class 10 là, được chưa? Anh sẽ lấy cho tên lớp, ok chưa? Và anh sẽ để là college UTF-8 gạch dưới General CI. Đây, nó sẽ như thế này. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái database để mà chúng ta có thể dùng cho tiếng Việt nữa. Thì sau này tất cả các bảng nó đều apply theo cái college là UTF-8 General CE. Các bạn nhớ cho anh cái điểm này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta tạo được database đó rồi thì chúng ta sẽ sử dụng nó bằng cách chọn tên database PP class 15 như thế này. Chúng ta thử sâu table lên thì các bạn sẽ thấy là chúng ta chưa có gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ đi tạo table. Thì đối với table chúng ta sẽ tạo
bằng cách là chúng ta dùng lệnh create table, được chưa? Thì chúng ta sẽ nói về việc tạo table. Thì ở đây hầu hết tất cả các hệ thống đều có bảng user, nên là anh sẽ tạo bảng user cho phần này trước, cho cái database của chúng ta trước. Đây, thì nó dùng lệnh create table như thế này. Còn ở bên trong như thế nào nữa thì chúng ta sẽ quy định sau, được chưa? Đây, ví dụ chúng ta cùng phân tích một chút. Bảng user của chúng ta sẽ có ID này, gọi là full name đi, đơn giản như vậy. Email, password, phone, rồi address, gender. Đó, anh giả sử như vậy. Và một cái cột nó gọi là public. Khi các bạn tạo thì các bạn sẽ làm gì? Được chưa? Chúng ta phân tích trước khi mà chúng ta tạo table. Thì anh giả sử anh để là kiểu login đối với user. Đây sẽ là bảng user của chúng ta. Được chưa? Chúng ta sẽ có kiểu login đối với ID này. Và cha full name anh sẽ để khoảng 50 ký tự. Được chưa? Email anh sẽ để khoảng 150 ký tự đối với trường hợp là phải email dài. Email đuôi.domain chẳng hạn thì nó sẽ khá là dài. Password anh sẽ để kiểu cha. Email sẽ là vacha nhé. Bởi vì chúng ta với password thì nó phân biệt, cần phân biệt được cả khoảng trắng khi người dùng nhập vào. Kiểu cha anh sẽ để 50 ký tự. Đó, phone anh sẽ để kiểu vacha là 15 ký tự. 32 đi, cho nó thoải mái. Sau này trường hợp phone là số nước ngoài, địa chỉ thì anh sẽ để vacha 200 ký tự, quá đủ rồi. Đó, tức là các bạn lường trước được là người dùng sẽ nhập bao nhiêu ký tự vào trong cái cột này. Lớp mình có hiểu không? Số độ dài của cái nội dung mà người dùng sẽ nhập vào trong cái cột này. Đó. Anh sẽ để tên in cho gender và độ dài chỉ là 1 thôi. Thì nó sẽ là ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5, 6 kiểu như vậy. Tức là chúng ta sẽ chỉ cần một giá trị để chúng ta phân biệt được cái giới tính. Ví dụ là 1 thì là nữ, 2 là nam, 3 thì là giới tính thứ 3 chẳng hạn như vậy. Ok chưa? Đó. Cái này của chúng ta không được phép null này. Full name không được phép null, email cũng như vậy, password cũng vậy, address thì có thể. Đó. Được chưa? Gender không được phép null. Publisher thì cái này cũng không được phép null nhưng mà nó có kiểu default. Boolean thì nó sẽ có giá trị mặc định sẽ là true. Đó, kiểu boolean là kiểu true false. Được chưa các bạn? Thì đây là bảng user của chúng ta. Thì bây giờ anh sẽ đi dựa theo cái câu lệnh này và chúng ta sẽ đi tạo nó. Ok chưa? Chúng ta sẽ đi tạo dữ liệu cho nó. Đây, thì anh sẽ đi tạo thay đổi như thế này. Đầu tiên
anh đã chọn cái database sử dụng rồi đúng không? Để sử dụng rồi. Đây. Đó, bây giờ anh sẽ tạo ra bảng create table user như thế này. Đó. Mỗi lần xuống dòng mà các bạn không có chấm phẩy thì chúng ta sẽ viết tiếp được. Anh enter. Thì đầu tiên anh sẽ để là ID sẽ có kiểu là nick in. Dài là 20 ký tự. Được chưa các bạn? Nó sẽ là unsigned. Anh sẽ lấy chính xác ở đây. Nick in unsigned. Đó, và nó sẽ là auto increment. Được chưa các bạn? Đây, auto increment. Đó, và nó sẽ là key là khóa chính auto increment và nó sẽ là primary key như thế này. Được chưa? Có nghĩa là nó là khóa chính. Anh enter này. Tiếp theo anh sẽ có cột là full name. Có kiểu là vacha. Độ dài là 50 ký tự. Đó. Tiếp theo sẽ là email độ dài là 150 ký tự. Và sorry, email có kiểu là vacha độ dài là 150 cũng là not null. Được chưa? Tiếp theo sẽ là password có kiểu là cha độ dài 50 và cũng not null. Password thì không thể chừng bỏ trống được. Tiếp theo sẽ là phone, anh sẽ để là vacha. Vacha 32 ký tự và cũng not null, bắt buộc phải có số điện thoại. Cuối cùng là address. Address anh sẽ để là vacha 200. Chúng ta không có giá trị not null như nó. Cuối cùng là gender, anh sẽ để là female. Đây, đúng với kiểu dữ liệu này này mà lúc nãy anh sẽ nói. Các bạn có thể xem qua lại một chút. Female này. Đây, từ trừ 128 đến 127. Đó. Thì ở đây female anh sẽ để là một ký tự thôi. Đó. Ok chưa? Not null. Tiếp theo chúng ta sẽ có trường gì? Publish. Mang kiểu boolean. Nó mang kiểu boolean và chúng ta sẽ có giá trị default cho nó là default của nó là true. Chạy lên nhé. Đó. Chúng ta đang có lỗi chính chỗ default luôn. Hơi lạc. Anh sẽ chạy lại câu này. Cái này mỗi lần bị lỗi chạy lại rất là mệt. Default true. Chạy lên. Đó, được chưa? Thì lúc này các bạn sẽ xem bảng user của chúng ta. Đây, đúng như chúng ta đang test. ID primary key này, full name not null này, email này. Được chưa? Password, phone, address, gender. Đó, được chưa các bạn? Ok chưa? Đó. Thì đây là liên quan đến thằng tạo bảng. Đây, thì ở trong đây anh có ví dụ rồi. Thì
sau này các bạn có thể xem. Vậy thì có trường hợp nào mà các bạn đang tạo một bảng rồi và các bạn nhận thấy là tôi muốn thêm một cục hoặc là sửa tên một cục, thì trong MySQL nó cung cấp cho chúng ta câu lệnh để làm việc đó. Trong MySQL nó sẽ cung cấp cho chúng ta làm việc đó bằng câu lệnh alter table như thế này. Ví dụ anh muốn thêm một cột là create từ ất và update từ ất vào đây, có nghĩa là anh muốn ghi nhận là mỗi lần anh thêm user thì anh sẽ xác định được là anh thêm ở thời điểm nào. Thì các bạn có thể dùng một câu lệnh alter table để các bạn thêm dữ liệu vào. Đó, thì lúc này các bạn chạy lên này, các bạn sẽ thấy là chúng ta có thêm cột time stamp như thế này, được chưa? Và anh muốn thêm cả cột update từ ất nữa. Đó, cập nhật khi nào. Đó, thì chúng ta sẽ có thêm cột update từ ất như thế này. Ok chưa các bạn? Thì các bạn thấy là mặc định khi mà chúng ta thêm một cột vào bảng ấy, mặc định khi thêm một cột vào bảng, các bạn sẽ thấy là cái cột đó nó sẽ thêm vào cuối cùng. Vậy thì bây giờ anh muốn thêm một cột vào trong bảng user, nhưng mà anh thêm sau một cột nào đó, ví dụ như sau cột phone hoặc là sau cột address chẳng hạn, thì chúng ta thêm như thế nào? Ví dụ đây, anh sau phone anh thêm cột là tuổi tác, ví dụ anh để là alter table user add column array như thế này tuổi, và nó mang kiểu là ví dụ như là anh mang kiểu tuổi thì chắc chắn phải là số nguyên rồi đúng không, integer, nhưng mà độ dài của nó 100 tuổi là cùng là nó là ba ký tự như này thôi. Đó, được chưa? Thì anh muốn thêm sau để thằng phone thì anh để after phone. Đó, bây giờ anh chạy lên nhé, các bạn sẽ thấy là đây nó sẽ sau thêm phone, nó thêm vào sau cột phone, các mình hiểu chưa? Vậy thì muốn thêm trước cột nào đó thì cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần là alter table s column và before cột nào đó là được, vẫn câu lệnh này nhưng mà các bạn chỉ cần chuyển nó thành before như thế này. Đây, các bạn chỉ cần chuyển đây thành before, có nghĩa là trước cột nào thì là được. Đó, thì đây là những cái cơ bản nhất về MySQL.